Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 25 token có ký hiệu là VRF, một token RF này 2 USDT. Token này đã list trên sàn và ban KK Swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở cái Telegram bấm nút chữ tag này bạn. Sau khi bấm được tag xong các bạn bấm nút submit detail các bạn. Sau khi submit detail các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Rồi bấm up lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn vào setting copy username Telegram của các bạn lên. Cộng anh 4.1. Request. Rồi bấm send các bạn. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter, gửi lại đường link profile request bot. Đây thì nó kêu tại request bot thì các bạn gì theo dõi thôi bạn. Nó có cái bài đăng nào đâu tại gắng này mới ra thôi. Rồi các bạn bấm gửi lên đường link từ Twitter của mình các bạn. Thì các bạn mở từ Twitter mình ra nè. Cho nhập vào bao gạch cùng nè. Nhập vào một hồ sơ nè. Nhập vào bao gạch cùng nè. Bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép cho cái như 8 nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại bằng gái cho bot nha các bạn. Tiếp tục bấm send nha các bạn. Tiếp tục bằng gửi địa chỉ BB Smart Chain. Các bạn dùng có thể dùng địa chỉ SafiBan SafiBan nha các bạn. Hoặc địa chỉ chạy trên nền tảng BB Smart Chain là được các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB này nè các bạn. Chính chỉ chocolate nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời các bạn ở cho bot nè các bạn. Mình bắt từ đây nha các bạn. Các bạn ở cho bot nè các bạn. Các bạn bấm send nha các bạn. Ok các bạn gì. Các bạn bấm vào account cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận 25 token về VRF nè. Các bạn gì lên ghép và chia sẻ cho bạn bè những người thân cũng như token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.